hả? Thiên thị sử hả? Họ tức là có họ Thiên rồi hả? Cái họ Thiên chỉ về hướng đông bắc, ở nhà cũng được, hướng đó rồi thành tâm có cái bài khấn đó: con tên Thiên thị sử, nhiều đời kiếp và tội nghiệp muôn trùng, hôm nay muốn về với cha trời mẹ đất cõi thiên đàng. Rồi bắt đầu Nguyễn thị sử hay Trần thị sử gì không biết, giờ đổi thành Thiên. Đây, khi mình mất á, cái thần hồn của mình sử dụng cái chữ Thiên nha, chứ không có Ngô Trần Nguyễn trong đó nữa. Rồi bên kia là cái thế bên kia nó nhiều nhiều phe phái, nó cũng y như thế gian mình nha, tà quỷ và so Atula cũ quyền lôi kéo đủ tứ bề hết. Nên chúng ta hôm nay muốn đi về đâu á, phải chọn từ đây. Phải quyết định cái thần hồn mình đi từ đây à. Rồi còn muốn đâu, con cứ nói giùm không à, tự nói muốn về trời phải tự nói. Về trời có lại lại ông trời chưa? Ông áo đỏ hả? Lại mẹ chưa? Mẹ đất. Cái này để lên là chỉ giao duyên, để khi nào mà có lạc xuống địa ngục á, thì cái chân linh của kiệt chiết thân nhiều người lắm, có thể đi xuống cứu được. Và đồng thời lúc mà còn hiện tiền sống á, thì ma quỷ nó nhìn thấy cái này tuy là dễ bằng tay, nhưng mà trong cái vô vi á, nó sẽ hiện lên cái dấu. Thì mình đi đám ma, đám tang nghĩa địa đó, thì nó né mình chút thì thôi à. Rồi, Thiên thì nữ. Ủa gì chả dữ vậy con? Con ngửi vô cái đó là ngủ đi về luôn á, khỏi nói chuyện đó. Bị xỉn. Đó cái sắp hàm nó nhạy cảm lắm. Bị xỉn nè. Rồi, cứ để đi không sao đâu. It's ok, nó không có bay hoàng. Cứ để đi, đừng có tắt. Giờ nó truyền tiếp nghe. Chút hơi thì nói về cái miếng đất Houston này á, là nó có một cái sự màu nhiệm là do mấy chư Phật Kiêu Kiệt bỏ tiền mua để mà độ những dân Houston ở đây. Đã có những người đâu có thể mà lên máy bay lớn tuổi gì bay về Thiên Long Sơn đâu. Thì những cái mảnh đất nào của con trời khai sinh đó, nó sẽ có những Thiên Long Bát Bộ, những vị thần gia hộ. Thì đất này hôm nay trước khi mà đặt tên nó Thiên Long Giang á, thì nó bình thường, nhưng mà hôm nay nó là mảnh đất thánh đó, màu nhiệm. Tại vì các cái gì đã gia hộ rồi, Kiệt đã dặm chân lên đây rồi, những ngày đầu những vị thần, những vị Bồ Tát cũng đều có mặt trên mảnh đất này. Tại sao ở Tát Sát này nó không có núi á? Thì nó có con sông, tại đây mình chạy chổng nó có con sông. Thì thời đó đặt là Thiên Long Giang. Còn Thiên Long Sơn thì núi đồi cao tới mấy nghìn feet tuốt trên đỉnh thì Thiên Long Sơn. Ai về Thiên Long Sơn sẽ có cảm nhận sự màu nhiệm. Thiên Long Giang hôm nay mình chưa có nhiều tượng, nhưng mà nó có sự màu nhiệm ở đây. Hôm nay lần đầu tiên tượng cha mẹ ở đây, rồi ông A Hồ ở đây nữa. Ông Hồ là một người màu da đỏ nhưng mà được cha phong thần để cai quản nguyên cái tiểu bang Tát Sát này. Ông rất là linh. Ông tướng không cao cao, có khoảng 7 feet. Ông đội cái mão như vậy nè, cái mặt ông có ba cái lọc đỏ. Trước khi mua cái đất này là Kiệt không có bước chân qua đây. Và thay đồ vô, rồi con đường như thế nào, nhà Mỹ Đen trong đó, rồi gì á, là ông Hồ cũng về ông báo cáo bên Thiên Long Sơn Kiệt biết hết. Là trả tiền luôn rồi thì mới tới đây, không mua đất không có cần qua. Mấy vị hết rồi.
Thì bây giờ hôm nay quân tướng ổng đã bao bọc nguyên cái dãy này, đất này. Đó là một cái đại phước cho cộng đồng Houston. Việc này chỉ lấy tiền cá nhân mà làm việc chung sẽ lưu truyền nhiều nghìn năm. Những gì để lại là để cho đời đời cho cộng đồng người Việt. Nhưng mà sau khi người Việt hiểu được việc là ai rồi thì người Mỹ sẽ bắt đầu mới biết. Thì lúc đó chuyện này không còn đứng đây nữa mà có những nhiệm vụ mới rồi. Cũng giống như Thiên Long Sơn năm 2014 bắt đầu mua dãy núi, đất tìm chủ nha, cái này cũng đất tìm chủ. Không phải mà ai muốn lập đạo hay là ai muốn đặt tượng là đặt. Thế gian này ai có lỗi lạc kiểu nào, 100 triệu đệ tử giống như yoga hay là những nhà lỗi lạc cũng không có dám đạo, lập cái đạo. Chỉ có con trời mới lập được đạo. Thì nó mới có sự gia hộ màu nhiệm của bởi như những vị thần thánh vô hình. Ai đeo dấu thiên tâm người đó sẽ thoát rất là nhiều nạn. Từ ở đây cho tới bên Việt Nam, ở cộng đồng hải ngoại khắp thế giới, ở Âu Châu hay Anh, Úc cũng có về Thiên Long Sơn rất là nhiều. Ngày nào tuần nào cũng đông lắm. Hình như ở bển cũng đông á. Mình đứng đây. Rồi bên Việt Nam càng ngày người ta càng hiểu. Tổng cộng là con của một trời mà trong nước Việt hôm nay trên 20 triệu người á. Nếu mà ngồi tính, trong đó đảng viên nhiều lắm. Mấy ông bự sợ chết á. Đeo dấu thiên tâm ông nào cũng đeo dấu trong cổ. Nhiều lắm. Đó là mình chưa tính là đệ tử của Đức Thầy Ngũ Đại Truyền Thừa là mấy chục triệu miền Nam nữa. Là vì những ngày đầu có một số người, người ta không hiểu. Nhưng mà những cái số người không hiểu thì hôm nay họ hiểu. Nhưng ngược lại có một số chỉ có thượng thiên 50%. Mình nói là đa số là những người ở đây là thượng thiên 100% là tin, có cha tin kiệt phải không? Nhưng mà có những người chỉ thượng 50 thôi. Được, ta tin mày đó kiệt, ta tin tận thế đó. Tao tin đảng cộng sản như thầy thê nít đi xuống ông cống á, đi xuống đại biển á, rồi tao tin sẽ có nước biển mới, tao tin hết, nhưng mà để tự tao lo, tụi mày gục thừa để lo chuyện đó ở bên hải ngoại đi, đừng xen vô chuyện của tao. Quý vị nghĩ cái đó là bề trên có cho độc tử không vậy? Độc tử người nào mà cản trở cái đường của bề trên đi cơ bản á. Rồi cái mình nói cho sư phụ mượn cái này một chút. Cái này nó là chống cộng đó con. Sư phụ đâu có chống cộng đâu. Đức thầy nói cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Hồi xưa kiện nói cái này ai cũng chửi. Trời ơi, cờ đỏ sao vàng là của Phúc Kiến. Tao thích tỉnh Phúc Kiến sẽ sáp nhập nước Việt vô thành là một cái tỉnh nhỏ của Phúc Kiến. Mày nói cái cờ này về treo dinh độc lập. Chuyện này không có nói. Có bao nhiêu ống kính sẽ lên trên mạng. Phật nói đó, việc chỉ lập lại lời Phật thôi nghe mấy đại ca. Bất trọng, bất hưởng, bất chính. Chuyện này chỉ lập lại lời của Phật nói. Cờ vàng, cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng cho khắp nước. Là từ gì á, hiện bây giờ đang đói. Cái lá cờ này nó đã có lịch sử ở quốc tế rồi. Nó đem đô la với nó đem hai thác di mạch, nó đem công ăn việc làm vô liền lập tức. Rồi sau đó là mình mới có cơ hội viên hồng. Tại vì sau này nước mình sẽ thịnh vượng và đoàn kết giống như thời của nhà Trần Nhân Tông vậy đó. Là Đức Trận Đạo với có nhưng mà không có tính chuyện nhà, tính chuyện nước. Thì nó là thật. Hồi xưa là mấy đứa nhỏ nó không có biết. Ồ, cái đám bao que. Cái giải thích từ từ nó hết bao que rồi. Cờ này của vua Thành Thái năm 1938 đã treo ở Hàng Xanh Hà Nội rồi đó. Đó là người Bác là một dòng máu, người Trung cũng là máu đỏ da vàng, người Nam cũng là da vàng máu đỏ. Còn cái lá cờ của Phúc Kiến là khi mà năm 1932 Nguyễn Ái Quốc đã bị Mao Trạch Đông cho ẹt. Thì bây giờ cái ông mà đang nằm ở Lăng Ba Đình á là người Tàu á. Đâu phải là anh hùng dân tộc gì đâu. Rồi tối ngày á, sáng đi ra thì lại quỷ. Chiều đi ra lại quỷ. Cứu tôi, cứu tôi. Quỷ nào cứu? 50 năm dân tộc vẫn nghèo khổ, vẫn đói.
Tại vì quỷ đâu có thần lực, đâu có phước đức gì đâu mà để cho dân cơm no ăn. Phật thì không lại, cha mẹ thì không lại. Có ngày để cái hình Bác Hồ bự tổ bố để cao hơn Phật nữa. Đến một cái lại 50 năm, cái ngày nào sáng cũng đốt nhang, tối gì đốt nhang. Càng đốt chừng nào á, ổng bị lock up ở dưới địa ngục á, còn mệt nữa. Có một ngày em, ổng lên ổng nói chuyện với Kiệp. Ta, Hồ Chí Minh. Cái hỏi vậy Bác Hồ cần gì, cho ta xin điếu thuốc. Cái đầu cái mình lấy cái điếu thuốc mình để đó, kia để trong cái chân nhang á, cắm xuống đất. Cái điếu thuốc không đầy nửa phút mà nó hút xuống cái tàn thẳng băng, không có ngã. Ổng hút hơi rồi cái ổng mới chửi. Thằng Đồng, thằng Dững, mấy thằng đó nó hại tao, nó làm những cái lời. Tức là ổng cứ trách móc mấy thằng đàn em ổng không à. Này nó hồi vô chính trị. Thôi bây giờ nói về đạo đi. Tại đây đất lạ quê người phải không? Đâu biết. Trời ơi mấy anh Kim Cương đứng đây đó trời. Kim Cương cỡ nào nữa cũng là có cái xác phàm, có linh hồn đúng không? Thế gian này chuyện này không có quyền lực, nhưng mà chết rồi á, giàu cho cái người đó cỡ như Saddam Hussein hay là cỡ Biden hay là cỡ những cái người Tập Cận Bình, Putin đó, cũng phải quỳ dưới chân Kiệt ở bên cõi kia đó. Cái gì có tin không? Thì nó làm gì làm, chúng ta còn gặp nhau dài dài á. Có lần Kiệt hỏi, Kiệt cũng như quý vị nha, biết 80%, cơ trời không có cho biết hết, tại vì biết hết. Rồi lên cái microphone với mấy cái máy này lộ thì nó hơi kỳ phải không, dùng chữ kỳ. Cho nên những gì Kiệt nói chúng 90-95%. Mà mỗi lần khi mà hỏi, Kiệt hỏi chứ chừng nào sư phụ xuất hiện, chừng nào Kiệt con được về với sư phụ, tại sư phụ nói là sẽ gặp con trên đất mẹ. Tức là sư phụ lên chuyện này đang nói chuyện Đức Thầy, Đức Quỳnh Phú Sổ, ngày không có chết. Nhưng mà chỉ dân miền Nam biết ngày không có chết, mà dân miền Trung, miền Bắc thì họ không có nghiên cứu, thì mình coi như vô tư đi phải không? Nhưng mà nếu có vô tư hôm nay cũng đừng có quá vô tư, tại vì cái vô thường nó sẽ đến với những người vô tư lẹ lắm. Mình sống mình phải tỉnh giác như con mèo, mình phải biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có nhiều người ngộ lắm, nhìn thấy không biết ngày mai cứ nhảy đạch đạch thì cứ đạch đạch, hôm nay hung dữ vẫn hung dữ, không biết thì dựa cột mà nghe, không biết thì cứ lên ào ào không à. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Đó là hôm nay là con mèo, hôm nay là năm nay là năm con mèo. Quý vị thấy có lao sao không? Đến chừng rồng rắn là 21-24, máu đào chỉnh ghê. Con ngựa thì đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bời gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Có nghĩa là lời của Đức Thầy nói á, là nó cho toàn cầu. Rồi cũng cùng ông Trạng Trình, có nghĩa là ông Trạng Trình Nguyễn Minh Khiêm mà ngoài Bắc thời xưa đó, cũng là một cái kiếp của Đức Thầy tái sanh ở ngoài đó. Thì Kiệt hỏi thì ngài nói là năm mã đời dương cước anh hùng tận. Anh hùng có nghĩa là mấy đại ca mình á, lúc nào cũng cho là anh hùng, dân tộc cái gì cũng là anh hùng. Thì mã mèo là hiện giờ là 23-24, rồng rắn 25, tức là khoảng 24-25 là anh hùng tận, tức là nước mình không còn cộng sản nữa, rất là gần. Cho nên những bác ở đây nè, cả các bác hồi nãy ngồi đó, thiên sứ gì đó à, gán này qua đây cứ đi bác sĩ điều điều quá không, là vẫn còn thấy gặp được Đức Thầy, tại ngài sẽ xuất hiện khoảng thời gian đó. Thì cái thế giới này nhân loại không còn ai nói ai nghe nữa. Liên Hợp Quốc nói thằng nghe không nghe, Mỹ nói thằng Iraq không nghe, Tàu
quýnh Đài Loan quýnh không xong, nghe quýnh thì nhiều, ra quýnh hoài càng quýnh càng điêu tàn, càng thua. Thì lúc đó cái thế giới này đảo điên, không còn trật tự nữa, dân chúng thì đói khổ, lũ lụt thiên tai trà khắp năm châu cùng một lúc. Thì lúc đó 6 triệu chim hiền cả kiệt đều có cơ hội để diện kiến một vị Phật tái sanh. Ở đây nãy giờ nói nhiều mới ăn cũng làm biếng nói, mấy bác có gì hỏi thì con trả lời. Ở đây đề tài của mình là đạo và đời, muốn hỏi gì cứ hỏi, mà đừng hỏi mấy cái chuyện vớ vẩn nha, đừng có đem mô Phật. Con muốn hỏi thân sư phụ nè, đứng dậy làm sao cho con nó chịu nghe lời với sao nghe lời con á hả? Dạ. Nó đâu? Nó nhà đâu chịu đi. Sư phụ có 7 dòng hào quang, tất cả những người ở mặt hôm nay đều có cái điển thanh của sư phụ. Thì những người nào giống như vợ chồng mà một đứa đệ tử họ thiên gái, chồng cứng đầu lắm, mà gần sư phụ ghét cái sư phụ nó như khai tâm á, thì nó mà muốn biết trời Phật là ai, nó phải gần sư phụ, gần núi, gần thiên long giang. Nó không chịu thì để nó nhẹ, cho nó đi vài vòng mà dạo chơi cõi ta bà này đi. Ta bà nhiều lúc cũng vui lắm, nửa sướng nửa khổ. Chứ giờ nó không muốn về trời mà đâu có ép nó được. Cái gì cũng phải tự đi chứ, hồi nãy có nói rồi. Muốn ăn thì phải ăn vô bếp đúng không? Muốn cưới vợ thì phải lại dài dài đúng không? Muốn về trời phải lại cha lại mẹ. Chuyện này chỉ là gieo duyên thôi nha quý vị. Con thì con tin tuyệt đối mà thưa sư phụ gì chứ, sáng con đọc kinh, chiều con đọc kinh, thì như vậy có đủ chưa thưa sư phụ? Còn con còn làm cái gì nữa? Con có mấy cục sòn không có. Đeo vô ngón tay mẹ nè, đi tiêm vàng đó, nó mới hết lòng. Tại vì bây giờ Phật nói là tài sản là máu huyết mỡ không, mình phải hy sinh tài sản thì mới chứng minh lòng thành. Mẹ tưởng cha mẹ còn chống chân đồng không à, thiếu vàng hột sòn con đeo vô cho nhiều vô để mới chứng minh lòng thành con được. Con thương người, con ưa giúp người lắm thầy. Mấy ông thầy ở ngoài không, ở ngoài Bô Sa đó, ý ở ngoài Beo Le hả? Không con mấy ông dụ hay lắm, ông hay giỏi hơn vô phụ, tại lời Phật nói chuyện là nghe lọt lỗ tai lắm. Con cho còn người lời của người này nói khó lọt. Ai đói ai khổ con cho, chứ con không có cho thầy. Con muốn hỏi, con muốn còn làm gì nữa để con đủ. Đưa tay cho phụ coi chừng nào con chết. Đưa hắn ta đây đó. Hắn lại. Trời ơi, sống dai dữ vậy ta. Cái này sống dai dữ lắm hả? Sống dai lắm hả thầy? Nhưng mà khổ. Dạ. Đời khổ. Con thấy ai khổ chịu nổi cũng khóc luôn. Đó là đạo thiên tâm chúng ta là phải có bi trí dũng, nghĩa là mấy ông thầy chỉ dạy cho từ bi thôi, mấy ông không dạy còn trí. Trí là mình phải ra đời mình năng động ở đời, dũng thì từ đó là mình mới có dũng cảm để mình chuyện này cho tất cả mấy đứa họ thiên đệ tử. Chứ chắc chắn sư phụ làm sai, mấy con có quyền nói lên mạng chửi sư phụ như con ước ao xin. Chứ còn mấy ông thầy á, đụng đáo vàng là bất kính, không, cái đó là nên này không có dũng, chẳng có trí gì nữa, phải về đây lại thường thường để cho mấy vị hai tâm cho có trí có dũng. Xin sư phụ cho con cái với con ước ao. Dạ. Gặp mấy lần rồi mà không có được. Con gặp mấy lần rồi. Ok rồi, dễ. Tên gì? Thiên Ngọc Điệp. Thiên Ngọc Điệp. Dạ. Con của ông trời, tướng này sống da dữ lắm. Duy sức gặp được sư tổ, duy sức
Cái bát này mà giữ gìn sức khỏe con gặp được sư tổ được. Thì con muốn rồi bác đi trước đi nữa. 80 hả? 80 Mỹ này đâu nhầm nhò gì với Việt Nam, người ta năm mấy người ta chết là vì người ta không có tiền. Để vô nhà thương Việt Nam đó, nó phải đổi cọc giấy 250. Nó phải hố lộ từ thằng gác cổng cho tới y tá, rồi tới ca trực, rồi tới bác sĩ, thì nó mới chiếu cố. Mà nói chiếu cố thôi là mình nhẫn lại, đâu có đủ tiền đâu, thôi nằm nhà uống thuốc nam, uống ghế bạc hà gì đó. Cho con biết con phải làm gì thêm nữa. Làm gì thêm hả? Thì đó mới vừa nói lời đây rảnh á, mỗi ngày tới đây lại cha lại mẹ, tại vì mình gần trời gần Phật á, là từ từ mình sẽ có hồi ánh sáng. Con thôi cho mẹ con lại không được. Cũng được, nhưng mà nhiều khi nhà mình trong đó nó trượt nhiều, âm khí nó nhiều. Ở đây không có âm khí, nó khác nhau. Ừ. Tên gì? Thiên Thu hả? Thiên Thu. Thiền á chỉ rồi bác ấn tam muội, tại vì gái ngồi á mấy mã hay tay vuốt đầu thì bác ấn này. Nhưng mà khi việc dạy á, khi là truyền tam ấn, mấy ông ma đức trọng quỷ thần kinh, thì những con ma, những cái thế lực vô hình á, là những đứa họ thiên họ sẽ không có phá. Nhưng mà phải làm đúng cho việc dạy. Thì còn làm không đúng á, mấy ông bắt ấn là quan, bắt tam muội, đúng mới lên đảng. Ở lại đúng rồi đó, chị hay. Rồi thẳng cái lưng lên. Cái này nó thở ra. Cái gì? Diệu dân hả? Thiên Mỹ Liên, Thiên Diệu Dân. Đây khi hồi nói chuyện đây mấy vị đây ghi hết. Ừ, có mặt ở đây rồi nói rồi mấy vị ghi hết. Hồi nãy đứng trước cái chị mà. Đi đi. 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 Cháu nợ bị mua nha, rồi nếu mẹ ở đây mấy cô chú bây giờ chỉ là đặt câu hỏi thôi, còn mọi người xin ở này chắc thầy nó làm gì xong rồi. Dạ, cho con xin đi tử chúng ta đó cháu đi tử nghĩa là cái nghiệp của con á, nghiệp của con ở nhà ông Diễu nha. Dạ. Giúp trước đó, nó cháu của con nợ bị mua nha, năm mua đi đâu đâu sao đâu. Đã lấy tên thánh rồi, tên thiên rồi. Dạ, cảm ơn cô nhắc con thiên. Lẹ lẹ, cô cảnh gì? Thiên quá không? Thiên gì đây? Thiên gì? Thiên Bá Thỉnh hả? Những người nào kìa dễ anh chán hội thiên rồi, không có được gặp cậu chính hay mấy thầy bùa ngải nghe mấy ông nuôi thiên nên cái á. À, những cái người mà nói chuyện được với ma họ có thần thông cao đó, cho nên mình phải có chánh kiến, mình chỉ có thờ thượng đế, rồi khi nào mình thấy mình bị depression đó là mình đang trúng bùa đó, thì mình lấy cái nước trên bàn thờ mình uống, hoặc là mình tới đây mình xin ông ma hồ hay là ở đây thì nó giải được cái đó. Chứ còn mà cứ tới đây rồi cũng giống như vừa tắm xong sạch sẽ về nhà cái lăn xuống bùn nữa. Ở Hiếu Thánh nó nhiều lắm, còn hồi xưa Cali đầy luôn, bắt Cali. Nhưng mà nhờ có Thiên Long Sơn á, bây giờ mấy cái đám tà nó tan hết trơn rồi, biết hết rồi. Dạ, tại vì kia không có về đây nhiều. Nè, xin lỗi dân Hiếu Thánh. Con xin làm con trai. Dạ, con về đây nè, con lại cha lại mẹ. Ôi, chú cũng làm nhiều chuyện. Biết theo. Tự ra làm gì? Mình chào. Ví dụ kêu mấy đứa lấy mấy đứa tự đây làm cho bỏ trong cái group. Ở đây đứa nào ấy lấy cái tên mấy đứa tự mới bỏ trong cái big group của Houston nè. Còn bà con ghi mấy người này.
Dì Đoan quá hả ta? Trời ơi. Nhờ dì Đoan á mình mới được về trời đó. Do con có vài lời cảm tạ. Những cái năm đầu á cho bộ ông tin, tại lớp lên nó Mỹ kỹ sư nó dễ gì tính mấy điều này. Trời ơi, mấy điều quýnh muốn chết luôn vậy. Con có vài lời cảm tạ sư phụ, sư phụ. Trường chúc. Thiên gì? Đây cũng có tên con xin cảm tạ sư phụ năm 2022 con có qua Thiên Long Sơn, con có đứng thế này hả? Anh nhớ mà tóc con rụng á gì? Dạ của con nó sư phụ. Con đường tướng nào con có tiền đi thôi rồi nhờ Thiên Đường sư phụ. Thiên Đường à? Thiên Đường bớt 50%. Đứa nào ở đây có bệnh tật gì á thì vô cho điện thoại cho group Houston mà qua đây mà để hộ cứu được những người bệnh tật, có thể lên đây ngồi kể cho mọi người nghe. Thì hộ vừa làm lên đây kể cũng vừa mới bệnh đệ tử này lâu năm với hộ rồi, nhưng mà nghe mấy đệ tử có nạn vô chuyện có nổi cho nên kể đi. Con của con chưa ra đây đúng rồi. Con là hả? Dạ. Con tính hả? Dạ. Giống chứ bộ. Bạn này đúng rồi. Cháu ngoại. Ủa vậy hả? Dạ. Con là dân. Cứ ông hô cái này cho này nè. Nó muốn ông hô cái đó cho nó. Chịu đi là mày. Dạ xin phép không có gì. Dạ cảm ơn ông. Cảm ơn Master. Cảm ơn. Mấy chư thiên mới nghe mới ghi tên. Thôi chỉ là cái hình thức và hữu hình, nhưng mà mấy vị vô hình á là người ghi tên á, mình tự mình phải nói thôi. Thiên không cả. Rồi. Có không có thấy cái gì là có cái dấu hiệu là mệt mỏi là đau đớn. Dài phải không? Nhưng mà bác sĩ thì nói là chán thời gian này quá rồi á. Phải phải cắt phải mổ. Thì tới ngày thì con trong những thơ của con á thì cái điều đó có cái số tiền cô nó mới là con được. Hả? Con đi về cũng tốn rồi thì bảo lại á, về con ngủ á thì con lại thấy á là sư phụ nói sư phụ chị bệnh con chống tâm linh, thì lúc đó là con bấm cái điện thoại con biết đó là 3:18 là thì con rất là mừng, con rất là mừng vì con có rất là nhiều con có nghĩ là lúc con bệnh có sư phụ bên cạnh như vậy thế sao thì con sau một lần nữa con cùng ở Thiên Long Sơn nữa, con đọc tin thì á nói con ngủ á thì cầm sư phụ nói như vậy nè, sư phụ nói sư phụ chạy trên xe xuống, sư phụ cầm cái xăng tôi chắc chắc không hơn với sư phụ trên trái này, sư phụ nói đó là sư phụ hỏi cách như vậy rồi một thằng con có nhỏ xíu à, con đừng có sợ mà trường hợp như vậy một thằng con nhỏ thôi, bác sĩ nói chỉ có là cái thằng đầu thôi, nhưng mà con á con nói là không kìa mà nói là không phải đúng hơn, nhưng mà con này cũng rất là khỏe, cũng rất là khỏe, con không có cái triệu chứng mà đau nhất hay là
cái gì như những người khác bệnh mà kể. Còn tiền xuống trần bây giờ cũng giảm đó. Mấy con tiền xuống trần con thấy bây giờ ở nhân cũng giảm. Con nói chuyện đây chứ ngày mai là con tiền xuống trần con lại khám để coi như thế nào. Rồi con có đáp ứng tốt cái thuốc gì hay không. Nhưng mà con thì uống thuốc vô con cũng không có thấy cái triệu chứng gì hết á. Như là con giống như con là người không có bệnh gì đó. Dạ con xin kể sự thật, câu chuyện của con là như vậy. Dạ con cũng rất là mang ơn cha mẹ diễn sư phụ, những các sư phụ cũng có khấn cho con. Nhưng mà lúc đó thì mấy chị cũng đã nói cho sư phụ biết, rồi sư phụ cũng có khấn dùm với các huynh đệ đệ muội của Thiên Tâm cũng có khấn cho con. Nên có lẽ là con cảm nhận được cái đó có thể là do cái sự động tâm lực của các cái anh tỷ của sư phụ, những cái thầy đệ muội á, trợ lực cho con mới có được sự cảm động như vậy. Dạ con xin trình là con có đứa em ở bên Florida cũng muốn được sư phụ lãnh nhận cho em nó. Ừ, cái này sướng trời không à, mốt về Việt Nam á. Dạ, mốt giữ gìn sức khỏe về Việt Nam giúp nước nghe. Dạ, đi nô về là mấy đứa con đi về theo. Dạ, tóm lời câu chuyện tức là cái những cái á mà khi nghiệp nó đổ mà mình không biết cha biết mẹ sớm, mình có thể mất cái xác phạm và cái linh hồn của mình sẽ đi vào ông cống của ai dạng sẽ hàng tỷ năm. Còn hôm nay đứa đệ tử này giữ được xác phạm mà hôm nay thượng thiên biết cha mẹ thì đời sống cũng mạnh khỏe, có nạn thì cũng xả cái nghiệp, nhưng khi mất đi cũng sẽ về cha mẹ. Thì do tất cả mọi chúng ta quyết định như thế nào trong lúc còn mang xác phàm nó quan trọng. Mất xác phàm rồi là coi như kẽn đánh rồi, không có còn cơ hội để mình lọn chọn lựa. Rồi tên gì? Tên gì? Nó lớn lên. Thiên Ngọc Mai. Rồi. Dạ thưa sư phụ cho con trình, còn một đứa em dâu nữa bên phố đó thưa sư phụ. Dạ. Tên gì? Thiên Thanh Ngân. Rồi nó lớn mấy chữ Thiên đang đứng đây nè. Nghe. Rồi Thiên Ngọc Mai. Dạ một phần. Rồi xong. Tên gì? Dạ. Thiên Ngọc. Xong rồi đó, chung chung rồi. Thiên Thị Lan. Rồi, mấy vị ghi xuống hết rồi. Tại vì mấy đứa phải tự nói tên là mấy vị. Mấy vị hộ pháp xung quanh đây mấy vị ghi tên hết. Đang bị gãy xương sống. Gãy xương sống. Bác sĩ nói làm sao? Nó bị rỗng xương, bị gãy đâu. Hiện tại là trước khi gãy không biết cha biết mẹ sớm để cho đừng có đi đi nhà thương. Bây giờ gãy rồi giờ sao giúp được? Cô đâu có như nhà ảo thuật được. Cô chỉ là lãnh dùm cái nghiệp trước khi mà ra nhà thương thì có thể ở bề trên nó lái đi chút dùng cái tha lực. Còn bây giờ cái chuyện nó đã actually happened rồi. Bây giờ chỉ bớt đau thôi nha. Giúp dùm đỡ nhiều vậy sao còn đứng đây được vậy? Yeah, rồi rồi bớt đau thôi chứ giờ chồng đó chỉ có thêm cho nên mình phải biết cha mẹ sớm, biết Phật sớm là nó quan trọng cực kỳ chỗ đó. Giống như đệ tử biết thì lái từ chết thành sống, chứ còn mà đợi đi vô nhà thương rồi mới tới đây á là muộn rồi, chưa muộn phải không? Đúng vậy, chưa muộn, tại cái hồn vẫn còn trong cái xác này. Tên gì? Tên gì? Tên Lành. Thiên Thị Lành. Dạ. Rồi. Giờ Thiên Thị Lành rồi ra. Con gái con đó. Cái đầu con. Cái này rồi. Dạ. Trời ơi, bệnh giết mình nó thành cà gù cà gật luôn. Dạ. Bệnh nó thành ra cà gù cà gật hay đi theo mấy ông thầy cà gật cà gù luôn. Chạy từ Florida qua. Trời, con chạy từ Florida hả? Ồ, rất là cảm kích con nghe. Con tên gì? Thiên Cơ hả? Thiên Cơ, cơ gì? Ở đây cái không gian này khi nó thô thời gian đầu còn hơi thô sơ, nhưng mà mình ít nhiều á, trời Phật không có tính theo building lộng lẫy như Tòa Thánh Vatican hay là tính theo ba vàng ba chút gì phải không? Tuy là cái máy này còn chưa có máy nữa nhưng mà cha mẹ ngự ở đây. Sư phụ không có ở Vatican nữa, không có ở Jerusalem nữa mà sư đang đứng đây. Thì cái đó mới là quan trọng. Con tính gì?
Sau này mấy tụi Mỹ mà biết sư phụ. À, cái thằng cha bị đóng ba cái đinh mà đứng đây nói tiếng Việt chắc nó quảng hồn quá. Nhưng mà chắc còn lâu lắm. Dung. Những đứa hành à? Sư phụ nói khi ta trở lại các người sẽ không nhận ta y chang. Từ mấy nghìn năm trước đã nói vậy rồi, hôm nay không ai nhận ra mình. Thì họ thiên mà nó có duyên có phúc nhận ra. Nhớ nha, khi mình khánh gì đó mình dùng cái họ thiên mình khánh thì mấy vị mới recognize biết mình. Tại trên trời á nhiều môn phái lắm. Dạ so Atola, người tà, người quỷ, người thiên ma. Ở đây thiên ma nó cũng có môn phái thiên ma đó. Còn tên gì? Thiên Đức Đại ha. Bây giờ lấy họ thiên đúng không? Thiên Đức Đại, rồi. Đó là Thiên Đức Thi. Hôm tháng 8 năm gì rồi có đi qua bên. Ông này á, là mốt mà kêu Đức Thầy Đức Thiện ấy, chắc ổng là cố vấn Bộ An ninh Tổng cục 2. Ông này chính trị dữ lắm. Nhìn biết là dũng cảm rồi. Thiên anh Dũng. Người ở ngoài được đụng vô hết. Ông là chi ha. Rồi, chào. Nhưng mà mình này cũng cố gắng với Đức Thầy nè. Bộ không đưa ra rồi. Sau này họ đúng. Sau này hỏi Long Hoa xong con sẽ về giúp đỡ. Những đứa họ thiên á, sau này sẽ về giúp Đức Thầy á. Tại vì khi mấy con hôm nay rồi ở trên đã ghi thuốc. Tại vì sau này chỉ có tránh nhà tà, tránh sẽ cai quản nước Việt. Tà sẽ không còn ở trên nước Việt. Nhưng mà hôm nay tà 90% trên nước Việt. Sau này đỏ ngược lại hết. Thiên Nhi cái bộ lên đây mỗi cổ, mỗi họng, mỗi miệng 5 năm nay là cũng vì mấy thứ này. Để cho có tương lai phải không? Chứ không thôi là nước của mình là tiêu. Bị tay con cũng có tâm linh lấy cái số điện thoại có hộ pháp. Ở đây nè mấy đứa đệ tử này xưa đứa nào lấy bị ma brand nhức đầu quá chừng mấy chục năm dù để tay cái dở làm thơ ào ào luôn nè. Tay giáo phụ nó khác hơn tay người thượng. Rồi. Cái đó là tự do lời nguyện á, tự những tiền kiếp nó như nào bộ chúng sanh, độ chúng sanh chúng con sẽ theo hộ pháp sư phụ thì chưa gặp á, là bệnh tật thì gặp rồi tự nhiên hết bệnh thì đứa đó cũng vậy. Tính như chuyện cái tên là con người cái tên là sạc dạ vâng chạy dạ không phải tập ngồi thiền nha à, ngồi thẳng lưng lên rồi bắt ẩn nha nó mới ra trí tuệ. Này có ai nè? Để làm luôn để thời cái này á, khi sư phụ viết cái này là tức tay sư phụ viết, nhớ chữ ký của ông Phạm rồi gì đó,
thì bên thế giới vô hình nó nhìn thấy cái chữ giết vô phụ. Ma quỷ nó không có tới chơi với con điên, hoặc là ông bà của quyền của mình làm cho con mất ngủ, thì để cái này dưới gối nằm thì sáng ngủ được, nó chỉ có hiệu lực như vậy. Ờ, được. Hoặc là ví dụ như nhà mình có bị ma đó, thì mình để dưới địa đó, ông địa sẽ nhìn thấy cái chữ giết của sư phụ á, thì ổng sẽ gia hộ. Tức là mình chỉ là cái chữ giết, nhưng mà cái chữ giết này nó cũng có cái hiệu lực riêng của nó, là án lam, án si lam. Thì tất cả các thầy đều biết, có thể đưa mấy thầy kiểm chứng là chữ này không của nó cũng là có hiệu lực rồi, huống hồ chi cái tay của thùi giết. Lấy một cái rồi đấy, chị hai cái. Thôi không có xin giùm. À người nào người đó thôi. Tại vì con là chung giường nhưng mà con chết không có chung mộng, cho nên không có chuyện xin giùm. Phước ha, Phước rồi gặp. Lẹ lên, sắp trời sắp mưa rồi, để đi về. Thiên Hồng Quy, Thiên Hồng Quy, rồi. Để cho bạn nhìn về, nhìn về. Ok, lại đây, giết luôn. Mẹ đang sau khu ấy. Anh Minh, Duy Nguyễn xếp hẹn lên. Mọi người từ từ, chút xíu. Rồi này. À, chỉ làm cho lẹ lẹ để trời mưa. Rồi. Tên gì nói lên. Này thì con tên gì? Con phải đọc tên lớn lên cho mấy vị ghi. Con gọi con chung. Con tên gì? Để tới một chút. Đi đi sao đóng mang theo mà đi không lớn ba cho mấy người thầy cho má con mình ví dụ mình là được tự nhiên thiên lộc hả? Ô này dữ chút đấy không được này, gỡ lên càng thôi thôi đứng đây đứng gì không có được lại, không được lại sắp hàm. Sư phụ phải có cái tên rồi mới thắng được tên gì? Hả? À, đang nằm bên viện nào? Quý vị gia hộ cho cái đưa đề cận. Còn nói lớn lên để là thân nhiên. Thần tiên đâu phải là thần thông mà nghe, con phải ra tiếng mấy vị mới nghe được. Nên là đọc kinh mà đọc lớn á. Chị đã sử dụng cái tên chứ. Đi theo thứ tự. Cô hỏi có cái tên con không? Có tên. Tâm may phải không? Em không phải hiểu gì học thì phải chơi thật ngày lại mấy chị bay cũng phải biết bệnh viện. Trời ơi, thằng Nánh cũng phải biết bệnh viện nào không có vô mới cứu được. Thế còn cứ nói bệnh mà không có cho biết bệnh viện gì làm sao mà thằng Nánh biết sức khỏe tốt. Chỉ trong trung tâm thôi. Nó tài nó giúp cho bộ đọc tên thì đứa nào là hai là đệ tử xuống đọc tên như thiên đúng không? Ở đâu?
Sao đâu? Cỡ nào nữa khi con đọc trên nó con để nó gần gần khi nó nghe đó. Cảm ơn sư phụ. Con đi căng cái đấy ổng nghe đùng nó chẳng hiểu đùng. Con để con. Làm lớn quá thì ốc nè cỡ mấy đứa nhỏ này phải trời bắt rồi trời tham lớn quá làm em bảo bà cha mẹ là cao nhất à, Phật cũng phải thấp thân thượng đế nè tại vì tất cả các vị Phật đều là con của Phật tổ đều là con mình cứ để cha mẹ con nhất là đúng rồi sư linh của mình á sư linh của mình á giống như mình buông bỏ hết giống như vậy nó là có cảm giác đó sao nó lại có dễ rồi nó tay vô nó bò tới đi lòng vàng đệ tử của sư phụ nè thấy không mặc áo dài không mà đúng phải là mặc quần tây không thun đâu chạy tới đây được đúng không đệ tử ổng thì trong đó lấy nước bụng xe uống từ từ nó chán lại tất cả các bệnh tật đều là do nghiệp đứng rồi sau lưng nào quay đầu trong đế chừng nào bệnh tật mình nó giảm có một cơ nó còn cái khỏi dậy bên ngoài sao nay ngân nghỉ rồi họ thiên lấy giờ làm nhà cô lấy nói ủa hai chồng đi đâu rồi nói đi công chuyện không thôi chồng vô lễ làm hết chút mới thợ làm hai chồng cứ bỏ đi nó nói nghỉ ngày đây đi chúc mừng con đó cơ hội ngàn vàng của mình không có Rồi. Muốn lấy hồi thiên con về không? Đây là con của ông Phật. Con mà không chơi cũng được. Nếu mà Phật thì phải tu lúc cho Phật. Dễ không? Dễ rồi. Con muốn. Rồi. Hãy nói lớn cho mấy chư thiên trên trời với ông có đang đứng nè. Dạ rồi mà. Dạ dạ. Con tay này con phát có gì hôm qua sư phụ tối con không biết sư phụ tối. Trời ơi nó giấu mặt nó. Ngài sư huynh. Mấy anh em nó tới đây thiên ma đi sành thiên ma đi sành thiên Abigail thiên Abigail thiên Abigail luôn về giúp đức thầy ra thiên ma đi sành đó thì ta nói cho thầy sành là ma đi sành con biết giờ như con mình anh chúc để trên bàn á sư phụ có cái nước á sư phụ dạ.
Của Thái tử Thiên Đình Thiên Nhãn, 95% DNA của Thái tử đi khắp những cái hành tinh khác. Tại vì thù là người mà được thích đi làm việc cho cha. Thù có duyên với quả địa cầu này thời khai sơ đó, là lúc đó thù ở tầng trời thứ 13 thì nhìn xuống cái quả địa cầu này nó còn hồng mông, nó chưa có sự sống. Thì lúc đó thù mới về mới tâu với cha mẹ. Từ ngày khai lập cái quả địa cầu này là ngày 19 tháng 10 thì ngài gọi là nhân loại đầu tiên chúng ta từ cõi Quan Âm thiên xuống. Thì sư phụ là người có nhiệm vụ di dân từ những ở cõi Bắc Cửu Lô Châu, Đông Thắng Hằng Châu hay là Tây Ngưu Quá Châu. Sư phụ chuyển những cái chúng sanh, chúng ta đã đi khắp cái dãy ngân hà rồi, nhưng chỉ có cái chỗ này chúng ta mới thể thành Phật thành Bồ Tát mới về lẹ được. Tại những hành tinh chúng kia chúng ta còn có một chút thần thông, chúng ta không có chịu tu và không có chịu ngồi hạ thủ công phu á, chỉ có cái cõi này con kiến cắn hay là bệnh tật hay là đói nghèo thì chúng ta mới mau giác ngộ. Cho nên tất cả các vị Phật đều phải về cõi ta bà này hết. Thì cho nên sư phụ phải ăn chịu với cái chỗ này. Còn những cái chiếc thân sư phụ có hiện bây giờ đang ở một cái thành tinh kia, người sáng rồi có người thằng lằn nữa, thì cũng là chiếc thân của thiên tử nhưng mà cũng là nhà làm nhiệm vụ. Thì ở những nơi đó không có Phật, họ rất là hung hăng với nhau, họ tàn sát nhau, họ không có chịu ngồi nghe chuyện, họ chỉ gặp nhau là bóc tới là đánh thôi, là một mày chết hai tao chết. Thì có những nơi đó những vị Bồ Tát những vị Phật không có thích tới, còn sư phụ phải tới để mà làm trọng tài để can gian, can gián họ. Thì đang có, thì dĩ nhiên con của cha mà đi đâu thì cũng có những vị hộ pháp. Hiện bây giờ sư phụ có rất là nhiều mấy ông rồng theo hộ, mấy ông đang đứng đậy đây nè, có 18 vị A-la-hán luôn luôn ẩn mình hộ này nữa, và đồng thời Thiên Long Bát Bộ cũng đang gia hộ nữa. Tại vì cái chân mệnh sư phụ không phải chỉ riêng nước Việt mà nó toàn cái thế giới này. Sư phụ thường nói cơ trời đi là đồng bộ chứ không có phải là cơ trời đi chỉ riêng nước Việt. Nhưng mà cái nước Việt nó đặc biệt hơn tất cả mấy trăm quốc gia khác, là vì thiên tử hạ phàm ngay nước Việt, Phật với Lạc hạ phàm ngay vào nước Việt. Cho nên bây giờ con thấy hiện tượng là những thầy Tây Tạng hay những vị thầy mà có thằng Đông á, ổng biết bây giờ họ chuyển về nước Việt nhiều lắm để chuẩn bị đón Phật với Lạc hạ phàm. Các đệ tử hội thiên có thể gọi sư phụ là Di Lạc, nhưng mà Di Lạc truyền thừa là người số 2, còn Di Lạc số 1 á là thứ thiệt á, chưa. Tại cái trái đất mình nó cũng còn đi thêm một chút xíu thời gian nữa, nhưng mà ở trong đời này là tất cả những người ngồi đây đều sẽ gặp Phật Di Lạc hết. Chú hộ, cái thế giới này không phải thuộc của Thiên Tướng Kiệt này. Cái thế giới này là gì? Chú hộ có volunteer. Hồi xưa đó, mỗi một lần mà khi chúng ta lì lợm cứng đầu ở trên chỉ cho vũ sổ hay cho đại hồng thủy là chết hết, cũng giống như chúng ta nhân đắm kiến thôi, ngập ngọt thì chết hết. Thì trở lại thì dễ dạy hơn. Chỉ vì sư phụ khóc xin cha trong sấm cơ đức thầy có nói về sư phụ nhiều lắm và có nói tên sư phụ luôn á. Thì hôm nay sư phụ mới đứng đây để mà bắt đầu từ từ đưa ra cái đạo để sàng lọc, đưa cho con chiên con công giáo để cho họ được trở về với những cái người mà họ tin là Chúa. Nhưng mà họ có tin thiên tâm hay không là vì họ không có nhận thức được. Nhưng mà khi những cái thần hồn mà mất á, họ đều biết sư phụ là ai. Những cái người linh căn mà có nhập đồng hay là có điển đều biết sư phụ là ai. Chỉ có người thường không biết. Những vị hòa thượng lớn là gọi là căn cơ cao á, đều biết. Lập đạo không phải là dễ. Sư phụ không có sợ những cái thế lực mà đem súng tới đây rồi bắn sư phụ giỏi bắn. Nhưng mà khởi ý thôi là đã xong rồi đó. Sư phụ chỉ sợ là gì thôi. Mấy con sợ ma, sư phụ sợ thiên ma. Trời ơi, hồi năm 2015 nó quýnh sư phụ một cái hả, là coi như hồn rời khỏi xác. Lúc đó Phật Bàn Âm với mẹ với mấy chị tới. Không có, sư phụ bệnh á, là chỉ có qua đà cứu mẹ, cha xuống. Người phàm không có cứu nổi.
cái thể nó thi thể này nè. Chỉ có người thường không có hiểu, không phải ai mà có thể lập đạo, tại ma quỷ nó không có muốn cái đạo ở trên thế gian này, nó chỉ muốn cái quả địa cầu này toàn là người ác. Nó chỉ thích những cái gì người ta chảy máu màu đỏ, còn chúng ta thấy những con vật nhỏ bé chết chúng ta đau lòng động lòng, thì hai cái tư tưởng nó khác nhau. Thì đó là tại sao ở cái cõi, cái thời ngũ trược ác thế này mà thiên nước kiện này phải hạ vào một cái nơi này rất là khổ, để mà dùng cái khổ chung với chúng sanh để chia sẻ những cái nghiệp chung với nhau. Kiến trược, phiền não trược, đủ thứ trược ở đây hết. Thời ngũ trược ác thế, ngũ thú cũng đang sống chung với chúng ta. Cha mở cổng địa ngục, ma quỷ cũng sống chung chúng ta. Tại vì một cái bài thi cuối cùng của cái thời này mà. Cho nên những cái hiện tượng xung quanh bây giờ con đi ngoài đường là đa số là người xấu, đâu có nhiều người tốt. 10 thằng giàu nó chỉ biết lấy tiền đi cho gái ăn, gì nó làm mấy cái chuyện như kiểu Hoàng Kiều vậy đó. Có thằng tỷ phú nào mà lấy tiền tối ngày cứ lo cho cộng đồng không? Cũng bị cộng đồng chửi tám bề thọ địch. Cộng sản thì nói Thiên Long Sơn là của nó, ở đây thì chưa nói. Quốc gia MHO thì chửi nó thằng Kiệt là cộng sản, nó có tiền nó mới mua núi nhiều như vậy, mấy chục triệu là hay không. Còn mấy ông thầy quốc danh thì khỏi, nó ôm đó là tà, nó hồi thiền quá tẩu qua nhập ma làm cho Phật tử tẩy chay mình. Còn mấy con giáo thì khỏi nói, đó là quỷ là hay em bốn phe phái lớn, chưa tính những cái người mà gọi là căn cơ thấp chạy theo họ. Rồi gia đình thì cũng nói mình á, ông này á, ngộ. Rồi bạn bè thì xa lánh mình, bạn làm ăn làm hai thác duy mạch, lúc đầu á, thì rủ mình đi chơi tối ngày, sau cái mình lên đây mình nói chuyện này á, cái nói mình giống như bị gì á. Nhưng mà tất cả họ bị cái gì mà họ không có biết, còn mình không có bị cái gì, mình là thiệt luôn mà lại không ai hiểu. Cũng may trong số đó có một số nhỏ còn nghe được cái tiếng nói này. Ở Mỹ này mấy ông HO là gì ở đây không có gì phải lo sợ, còn mấy ông đảng viên bây giờ ở Thuận Thiên nhiều hơn HO nữa. Tại vì mấy ông sợ mất tài sản, sợ bị trả thù. Có ông Kiệt nó hứa là sau này nó chỉ đóng thuế 30%, nó không có lấy hết tài sản của tôi, chứ còn để HO về nó lấy sạch, nó nhốt tôi khám chí hòa hay đem tôi đi đâu còn nhốt nữa, đại khái phải không? Tức là sợ trả thù. Bầm cho dịch ăn hả? Trời ơi, ác quá vậy. Cho nên chuyện này nói cái gì gán ghi cho kỹ, rồi để sau này để vậy. Chuyện này tái sanh để mà cứu 4 triệu đảng viên. Đó là lệnh của cha, không có để cho một giọt máu đổ. Là vì mình cứ trả thù qua lại, cộng sản nó lấy hết tài nguyên dầu khí, dầu quả, mỏ hay là rừng cây gì của mình, tổng cộng lại khoảng 600 tỷ chuyển qua Houston, chuyển đi khắp hết làm cơ sở tùm lum, đó là của cộng sản không. Chùa nào bự á, đừng có hòng là của thầy thiệt, của quốc danh không á, nó mới có tiền. Bán này thiệt á là kiếm cái chòi cũng không có, xe phòng không á. 600 tỷ so với thằng Jeff Bezos hay là Elon Musk hay là thằng Facebook, đâu có nhầm nhị, nó chỉ có một người mình 100 triệu, chẳng lẽ gì mình trả thù qua trừ thù lại có mấy trăm tỷ, mà dân tộc mình lại chiến đấu lẫn nhau thêm vài chục năm nữa hả? Không có đáng. Người làm ăn người ta không có tính vậy. Người ta giữ cái vốn ở bển. Chuyện này đã từng khuyên mấy ông đảng viên đừng chuyển tiền qua Mỹ, là vì chuyện biết được kinh tế hôm nay stock với Bitcoin sẽ đi xuống ống cống, mà mấy ổng cứ nghĩ đi theo cái đường Bitcoin. Chuyện này có ngồi nó thiệt á, tất cả người ngồi đây hay là mấy lãnh đạo sức khỏe như thế nào kiểu cũng biết, thì làm sao kiểu không biết được mấy ông chuyển tiền bằng Bitcoin mà kiểu đã quên mình rồi. Đừng có nên giữ cái vốn ở bển, tại vì một Tân Hiệp Phát hay là những cái đó người ta có thể nuôi cả triệu người nhân viên cơ sở, rồi nó mới nảy sinh ra, thì từ đó mấy cái dĩa hè mới bán vé số, bán bún, bán đồ mới có người ăn. Bây giờ đi bắt mấy ông bầu hết, lấy hết vốn của ta thì làm sao mà quốc gia mình nó khá được.
ở Mỹ này nó chỉ có 5-10 người giàu thôi là nó đóng thuế cho cả nước Mỹ. Quý vị có thấy gì không? Mà tại sao ở bển á, ta ăn dừa mà ta ăn trái thôi, đốt của hũ không? Mình không có bên mấy người giàu đó, nhưng mà mình nói sự thật. Kiểu bà hồng lửa không vậy? Bà khởi tâm bà đâu có ấy ai đâu, thì lên khẩu chiến thì thúc bà khẩu chiến. Nhưng mà cái xã hội không có lực lợi, không có ai mạnh hiếp yếu thì mình khó nói lắm. Thôi nó vòng vòng đụng chạm. Bắt chồng cũng sắp đi. Cho nên mấy con đảng viên với du học sinh, tại vì cộng sản nó gửi ở đây khoảng 220.000 người, đủ dạng trả hình hết, mình biết hết. Nhưng mà chỉ mong nó đựng thiên, còn nó không đựng thiên thì nó bị gì không biết. Là nghe đừng có nói là chỉ mục đích cuối cùng thiên tâm thiên tướng chuyện này, nói lên tiếng nói để cho sau này khi mà có chuyện tới tới nhà rồi đó, tới nơi rồi đó, đừng có nói trời ơi sao không ai nói tôi, không ai nhắc nhở tôi. Việc này 5 năm khổ với nước Việt lắm rồi đó, quý vị có thấy không? Đừng có nói cái câu đó. Sau này bất cứ đảng viên nào hôm nay vẫn còn tiếp tục nghịch thiên, đừng có bao giờ than trời trách đất là không có ai cho mình cái guideline, deadline. Nói thật không phải hù dọa đâu, quay đầu thì không quay đầu thôi. Tại vì trễ cơ vận, cái thứ mà thượng thiên 50% á, là nó để tự tôi lo chuyện nhà của tôi. Nhưng mà bảo đảm ở trên đã biết rồi, họ sẽ đi cái đường đó. Tại con người cái ngã dữ lắm, ngày mai chết là vẫn chết. Cộng sản ngày mai nhảy đạch nó chết, thì hôm nay nó vẫn nói mạnh như thần vậy đó. Quý vị có tin cái đó không? Thằng Trung Cộng cũng y chang. Trên thế gian này, ở trên trời nó không ai nó láo bằng cái chủ thiết vô thần đó. Nó không có cái gì nó láo tốt, cho nó cũng nó láo xấu, cũng nó láo chuyện nhỏ xíu, cái bánh củ khoai nó cũng nó láo nữa. Thì con cái trên nói cái này nữa nè, khi đã là cộng sản rồi, khi đã là tà rồi, nó nhiễm trong máu rồi, muốn tẩy sạch á cũng phải chờ thời gian lâu lắm, tại bị nhiễm rồi, không phải dễ mà thay đổi một ngày một buổi. Sau này một cái nước Việt thanh bình, những cái người mà thượng thiên 50% á, mà nó để tự mình lo, nó để tự mình thay đổi đa đảng, bỏ cờ đỏ sao vàng, whatever nó làm, chuyện gì nó làm nữa, ở trên cũng không bao giờ đồng ý. Là gì? Nó không bao giờ nó ngờ người sau này sẽ là đức thầy sẽ xuất hiện. Nhưng mà đảng cộng sản rất là kỹ với đức thầy, có nghĩa là chống với ai? Chống lại với đức thầy, đúng không? Chống lại với Phật. Nếu mà nó theo cái thuyết trong sấm cơ nói đức thầy trở lại thì quả mai. Nhưng mà ngược lại là họ có nghĩa tự hơn là họ quên đi là đức thầy sẽ tái xuất hiện á, thì đó là tại sao gọi là nghịch thiên là vậy, chống lại với Phật. Còn không biết ổng là ai thì về lật Google ra bấm Đức Huỳnh Phú Sổ là ai, Đức Phật Thầy Tang là ai, ông Phật Chùm là ai, rồi Đức Bổn Sư là ai. Tức là cái xác người của mình á, nó vô thường và nó ngắn ngủi, ngài phải chuyển thế 5 lần. Nhưng mà ở ngoài Bắc họ biết ông Trần Trình là ai nha. Ông Trần Trình cũng là đức thầy đó. Công chuyện này trước khi mang thân người, lúc đó ở trên trời đang vui chơi với mấy tiên nữ quá. Miền Bắc á thì bị B-52 bỏ rầm rầm rầm. Miền Trung á thì đại lộ kinh hoàng, chiến tranh mà. Miền Nam á thì đầm già cán gáo. Thời đó cái đất nước lúc nào cũng có bàn tay khắn, trời ơi cứu con. Miền Nam thì chui xuống mà cái lu để trốn, miền Bắc thì chui xuống đường hầm trốn, miền Trung cũng vậy, trời ơi cứu con. Tiếng Bắc thì nói sao, trời ơi cứu con. Tiếng Nam rồi tiếng Huế nữa, tiếng nào cũng kêu trời ơi cứu con hết. Thì lúc đó cha mới đạp chuyện xuống vào khoảng thời gian đó, tại vì nước Việt cầu cứu cha thì cha mới cho con cha xuống. Và khi xuống rồi tới ngày hôm nay lại không nghe. Khi nào chuyện này nói cái gì mà sai 5 năm nay đi, không có ích lợi cho cá nhân, không ích lợi gia đình, không ích lợi cho quốc gia, không ích lợi cho thế giới, thì lúc đó không nghe có không sao.
Tại sao là như vậy? Là vì cái đám nghịch thiên, cái đám tiên giáo và cái đám tổng cục 2 và cái đám chi bộ nằm vùng ở đây nè và ở Bắc Cali này nọ, nó vì lòng tham, nó vì bảo thủ, vì cực đoan, cho nên nó không muốn biết cái chuyện này. Nhưng đừng có quên, giải the không có che mắt thánh. Cái kim nằm trong gói nó cũng lòi ra đó. Mình không muốn biết, mình không nghe, mình không để ý tới, mình chống đối nó, không có nghĩa là chuyện nó sẽ không xảy ra. Cho nên gần đây á, mấy vị mới nói, cho nên những cái thành phần đó gần 5 năm nay bị đột tử chết rất là nhiều. Không tin về hỏi lại cái danh sách của thứ trưởng, bộ trưởng với mấy người chức vụ ở Việt Nam đi, có không? Mình thương họ, mình cứu họ, mình nói tiếng nói thật sự. Phật đã giáng trần rồi, Phật Thánh Tiên đã vào nước Việt rồi, chuyện này mới 50 mấy tuổi rồi, không phải là 4 mấy nữa. Vì xin cái bom nguyên tử, vì xin cho nghe đừng có chiếm Kiev, vì muốn cho vào Venga, nói sai, bả nói là châu Âu không có bóng người, kiện nó châu Âu vẫn còn bóng người. Tại vì mà lúc mà nó mà chiếm thành Kiev thì Nga sẽ chèn chiếm hết Âu Châu dễ dàng lắm. Tại vì nó ăn vô được thằng Ukraine, nó giống như nó có power mạnh lên vậy, giống mấy đứa nhỏ chơi game vậy, nó kết nạp năng lượng nó vô là nó chiếm, thì lúc đó Âu Châu sẽ là chiến tranh không còn bóng người. Vì từ bi thương nhân loại, kiên này đã sinh, cho nên cuối cùng thằng Nga hôm nay bị xa lầy, đánh hoài bảo đảm không thua, không thắng, thằng Ukraine không bao giờ thua, và đồng thời nó cũng không có đủ sức. Đến khi mà Trung Cộng bắt đầu ra tay thì cái khối trùm khăn và thằng Nga đó cũng không có thể mà tiếp sức được Trung Cộng nữa. Thì đây là cơ hội, thì nãy mình có nói Trung Cộng nó bỏ mất 3 lần cơ hội. Hồi bữa có ông Thủ tướng Diệu Trung Trọng nói, ô tôi sẽ dùng binh thư tôn tẩn hay là bí kíp của Gia Cát Lượng gì đó, tào lao, thời xưa bắn cung với kiếm, thời nay nó ngồi chỗ nó bắn như bắn game vậy đó, mà còn dùng binh thư tôn tẩn, quý vị nghe tức cười không? Bữa hổm có cái đại không có áp dụng được cái thời nay. Chỉ có một điều, người tính không bằng trời tính, nghe quý vị. Và con sư tử nó chỉ có bị con sư tử trùng, nó sực con sư tử nhục, ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, trời Phật không có tạo nghiệp. Cho nên Việt Nam hôm nay tự diệt với nhau, rồi lúc đó Phật sẽ xuất hiện thì mới an ban lợi một cái quốc gia. Trên thế giới này khi mà chính sách ngu dân giống như Bắc Hàn, bây giờ ngu dân rồi, chỉ có nước là miền Nam Hàn mới giải phóng được. Còn nước Việt mình, chính sách ngu dân gần thành công nha. Cho nên gần thành công chứ chưa có phải là thành công. Cho nên nó tạo ra một đống 18-45 yếu hèn, nhu nhược, không có trí, không có dũng, càng không có bi. Tức là bất hiếu cha mẹ, tối ngày ăn với nhậu không à. Thì Việt Nam bây giờ là vậy, yếu nhược. Nhưng nếu mà không có bàn tay của Thượng Đế mà ra đó, từ từ nước mình á, 5-10 năm nữa thì cũng như Bắc Hàn vậy, đi tới đâu á, Trấn Thành nó nói cái gì á, nó nói ban hội ngày xưa đuổi Pháp, dân cũng tin nữa. Cái gì vậy bỏ, tụi nó cũng tin. Tại sao nó cho một cái tự do, mà cái tự do đó, trong sự nô lệ, chứ không phải cái tự do trong sự tự do thật sự. Nước Việt Nam tự do trong cái tự do nô lệ, quý vị có nhìn thấy cái đó không? Rồi nó cho mày tự do cởi quần áo 100% chạy ông ra ngoài đường khi mà nó thắng 1-0 hay gì đó, đá banh á, cái đó là tự do. Mấy cái đó mày cứ tự do mày về mày thưa ba thưa má mày để mà lấy miếng đất công, mà cái tự do quýnh thầy của mày tự do cái đó đó thì nó cho. Thôi thôi nói lại tử này, hỏi có một câu trả lời nhiều quá. Cơ trời đi như vậy, nước Việt mình nó có nghiệp, mình phải thương đảng cộng sản, xã nghiệp. Thời xưa lúc Việt này còn là một đời vua nhà Nguyễn, đã ra lệnh chém 4 cái đầu người của Chim Thành thì mới lãnh lương của tôi. Nó cũng có ý nghiền đó, nhưng mà tuân lệnh trên thôi. Thì hôm nay
nước Việt, xã cái nghiệp, quốc gia nó có nghiệp quốc gia, chúng ta cá nhân có nghiệp chúng ta, gia đình có nghiệp chúng ta, trái đất nó có nghiệp cộng nghiệp hết. Cái ngày mà nước Việt mà thoát nghèo, thoát đói, thoát được cái khổ, thì cái ngày đó đói quá rồi, phải bò ra khỏi giường. Bây giờ có hèn yếu à, cũng phải dũng lên á. Nên nhớ nghe, à, đất thuận với trời. Ông trời á, phải thuận với lòng dân là lòng trời. Chứ là cha ở trên, nhà nãy mình có ví dụ giống như đáng kiến lửa vậy đó. Không có phải là tự động mà ấy đâu, mình muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Mấy cái câu công ngôn mình á, trời Phật không có can thiệp vào chuyện của chúng ta. Chúng ta tạo nghiệp chúng ta phải tự lãnh. Còn chúng ta muốn thoát nghèo đói, chúng ta phải bò khỏi giường, chứ không phải nằm ở đó khấn trời khấn Phật. Người thì thuận theo đất, đất thì thuận theo trời, trời thì thuận theo đạo, đạo thì thuận theo tự nhiên. Thì từ lúc đó đó, cái đạo Thiên Tâm ra đời để thuận theo của cái thời đại này. Khi mà tất cả những người biết được cái chân linh chí khôn của mình là do Thượng Đế tạo ra, rồi mình có một cái lớp, cái thần hồn á, là giống như cái bóng mây đó, là do mẹ cho mình, rồi cha mẹ Trần nó cho mình cái xác phàm. Thì mình hướng về Đông Bắc, mình khấn. Khi mình hướng về Đông Bắc thì lúc đó mình phải đọc cái bài mà trên mạng mấy đứa bỏ đó, là 96 dạng ước linh căn, rồi hôm nay con thành tâm sám hối, xin về với cha mẹ, con đặt tên, con tên gì vậy? Hả? Thiên Hành Nguyễn. Thì từ đó chúng ta phải thực hành 12 giới luật của Thiên Tâm. Mà cái giới dễ nhất là cái giới số 1 Bi Chí Dũng, là nhân lễ nghĩa chí tính, thì gán thực hành cái đó để mà sau này làm quan làm tướng. Còn con thực hành hết thì con ngồi ở trong rừng luôn, rồi thành Phật luôn rồi sao? Ai đâu giúp quốc gia. Cho nên 12 giới luật thấy dễ nhưng không phải dễ nghe. Ở vào cái thời đại ngũ trường ác thế này, đạo Thiên Tâm ra đời để mục đích trong tương lai thống nhất tất cả các đạo trên thế giới. Vì tất cả các đạo trên thế giới từ đạo hồi ông Mohammed, cũng là một người mình không dám nói đây, nó nói mình ngã mạng, cũng là con trời lập ra. Đạo Công giáo Chúa Giê-xu cũng là con trời lập ra. Nhưng mà cái kiếp đó có 3 năm à, dễ chịu ba cái đinh đao cái là xong. Còn kiếp này á, nó hơi khác chút và có nhiệm vụ lớn hơn chút, mà người Việt phải trân trọng và có đại phước khi con trời hạ phàm đầu thai làm người Việt. Tại sao mấy trăm quốc gia, tại sao chuyện này không đầu thai thành con mấy ông nào của Mỹ đi, là bây giờ phải nổi tiếng biết nhiêu người thương không, limousine nổ rước không, chứ giờ đâu có lo tèn tèn cửa này đâu. Suy nghĩ đi, tại sao phải vô một cái nước Việt rất là nhân tâm, không nghi kỵ lẫn nhau, dân tộc có chút bẻo à, quốc gia mình còn nhỏ hơn 1/4 tiểu bang này nữa đúng không, tiểu bang Texas nữa. Mà tại sao mình phải chia quá trời bí thư, quá trời bộ trưởng, mới 4 triệu đảng viên, bây giờ hết tiền phát lương. Một thằng thống đốc là đủ rồi, một thằng thôi, tàn cần gì phải 4 triệu. Ok bây giờ giỏi lắm cho 4 thằng đi, mình vô 4 triệu cái lương đó cho 4 người, có phải là mình bớt tham nhũng không? Đây lương bất trọng bây giờ thua mấy người có tiệm neo, mấy người đi làm neo đừng nói chủ tiệm là giàu rồi, lắm 10 lần á. Thương ổng như là 700-800 đô một tháng, còn mấy người vừa neo vừa giỏi 7-8 nghìn, hơn ổng 10 lần á. Ổng không tham nhũng thì cũng hơi uổng á. Ủa chết cha mình đã bắt chồng tham nhũng. Không có người bắt chồng, bắt có hay không tự bắt biết nha. Ở một quốc gia gì mình cũng phải, khi mình xử việc á, việc này có chừng 500 nhân công làm ở công ty á, thằng nào mà lên mét hay lên SO mét không bao giờ kiện tin, thì phải kêu trước mặt đông người ngồi nói chuyện. Nó phải có cái khói mới có cái lửa, chứ không phải khi không người ta làm vậy. Bây giờ ông nào lên đi nữa
Trong khi ngày đầu tiên thì Hồ Chí Minh đã bán nước mình cho Trung Cộng rồi, thì những cái thế hệ sau, thằng Trung Cộng nó đã tính chắc rồi, 16 chữ vàng tức là nước mày trở thành một cái tỉnh nhỏ của tao đó, vàng xa của mình bây giờ thành năm xa của nó rồi. Sau này là của Caesar sẽ trả lại cho Caesar hết, mình sẽ lấy lại vàng xa Trường Sa lại hết. Nhưng mà nói từ đầu thì những thời của mấy bác cũ đó cứ nói ồ để 4 năm sau tụi nó sẽ đi đường khác, 4 năm sau đường khác, nhưng mà ông nào lên rồi thì cũng quên, và ông nào lên cũng no cái bụng gì. Chứ mà ông trong lòng ông biết là sai, chứ không phải mà ông không biết. Cho nên từ đầu đã đặt giống như cái nhà lớn như nè, khi mà con đặt cái miếng gạch mà xéo á thì nó xéo tới ngày hôm nay luôn. Bây giờ muốn làm phải dỡ lên hết nó không có còn thẳng nữa, hiểu không? Cái miếng gạch đầu tiên á, cho nên mình cũng không có trách mấy ông thời nay được. Mình phải hiểu cái đó để mình bớt cái hận thù. Còn có những người như mấy bác ở đây á, không có hiểu hết đâu, cứ lên rồi la 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 la. Cái thằng nào mà cầm cờ vàng bay sọc đỏ mà nó ra chỗ beo le mà nó chửi nhiều á, phải coi chừng á. Đó là cộng sản thứ thiệt á. Thằng nào chửi đàm thì nó hơn nhiều, đó cộng sản thứ thiệt. Nên nhớ, anh Nam Cali cũng vậy, ở San Jose cũng vậy, bác Cali cũng vậy. Lý do là gì? Nó đang giữ nhà. Cái tức là nó đang giữ nước Việt. Cái tuổi mà cái đài này lên nói 5 năm nay là cho 18 tới 45 để là cột trụ của quốc gia, có tương lai. Nhưng mà cái đám Việt Nam á, mà nó thấy chửi đàm Vĩnh Hưng rồi cầm cờ vàng bay sọc đỏ, rồi nó thấy Lý Tống mà lúc đầu chống cộng mà sao mặc đồ phụ nữ mini skirt chạy ra đường làm bôi nhọ những cái danh dự của những người chánh nghĩa của chúng ta. Bây giờ có nhìn thấy để cho cái đám ở Việt Nam nó buồn cười. Mục đích Việt Cộng á, Nam Dũng đây đó, nó chỉ chơi những cái trò dơ thôi, nó không có dám chơi thẳng mặt. Nên nhớ là chơi dơ giấy và chơi tục tiểu thôi. Cầm cờ vàng bay sọc đỏ chửi để cho cái đám kia nó phản ảnh lại, để nó ghét cái khúc ruột già này, để cho dân tộc không có đoàn kết, để cho nó giữ cái đảng lâu dài. Giống như người nằm trong bệnh viện ICU á, thôi thoát, ngày nào vô được giọt nước biển, ngày nào bác sĩ nó còn sống mấy tiếng vậy. Đảng Cộng sản hôm nay là như vậy đó. Thì nó làm bao nhiêu trò bao nhiêu năm nay để mục đích phản ảnh tâm lý. Cả Trấn Thành hôm nay đóng phim Đất Phương Nam cũng vậy, Bùi Hiền cũng vậy, vuông vuông tròn 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 vuông vuông, dễ tức cười không. Còn mấy cái đài YouTube á, 10 đài là của Việt Cộng hết 10. Những cái người mà nó nói má mẹ nắm gì gì qua Mỹ rồi đấy, đừng có tin. Những cái người mà nó nói tiếng nói tự do bắt ở tù á, quý vị có nghĩ mấy người đó ở tù thiệt không? Hay là lâu nó dùng cô ta để nó trao đổi với Mỹ để lấy chút xíu viện trợ. Quốc gia mình phải tự lập, tự đứng lên để mà làm giàu, để thành cường quốc. Chứ chúng ta không có làm những cái trò hèn để mà đi xin từ đồng, để mà về chia lẫn nhau phe phái, thì dân sẽ mãi mãi sẽ khổ. Tại vì mình không có lo chuyện lớn, mà mình cứ lo cái chuyện đi kiếm túi tiền riêng bằng xin quốc tế hoài, rồi dùng chiêu này chiêu nọ. Quý vị cứ phải, nếu mà nhìn rõ phải nhìn cho kỹ. Chuyện này chỉ biết lời của bà trên nói. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam rất là oai hùng, từ thời Hồng Bàng, từ thời Lạc của quân Âu Cơ, cho tới bà Trưng bà Triệu, tới ngày Trận Đạo ngữ quân Mông, từ thời 100 bộ lạc Bách Việt ở bên Tàu, chưa lúc nào cũng oai hùng hết, chưa bao giờ bị ôn nhục. Nhưng sau này sẽ có một cái lịch sử của một đoạn thời gian hèn nhất, ác nhất và độc nhất, đó là Đảng Cộng sản hôm nay. Sau này để lịch sử lại cho dân tộc Việt Nam là như vậy. Hôm nay tiếng nói này, ai ngoài kia mà còn dẫn làm tay sai nói tay dạy cho những cái người vô minh mà ngồi chỉ là ra lệnh đó, mà ở đây phá rối cộng đồng hay miền Bắc hay miền Nam, Cali, binh Cộng sản
thì người đó hoàn toàn không có trí tuệ. Hôm nay ai mà còn bên cộng sản nữa là người đó không, cái đầu không biết là đầu đầu gì. Chỉ có gia đình con cái của họ support họ, có nghĩa là bưng bít họ, thì mình không nói. Còn những người xung quanh mà, hay là những cái hội đoàn mà vẫn còn binh những cái ra thằng chi bộ, hay là những cái thằng cộng sản nằm dùng kim cương nhầm dùng, là người đó hoàn toàn sai. Người ta phải có cái chánh kiến nhìn xa, đã cộng sản là hết thời rồi. Chỉ có những người vô mình thì vẫn còn nghe lệnh ở trên. Tại vì ngày mai nó chết, nó cũng nói nó mạnh mà. Nhưng mà nó chết rồi á, mình cũng chết lây với nó đó con. Con có biết không? Kiệt này từ bi thương mấy đứa nè, mới nói nè. Đừng có chấp nữa. Mình phải biết sự thật. Lúc nào mình làm tay sai cho nó, lúc nào mình không còn làm tay sai cho nó, để mình cứu bản thân mình, cứu gia đình mình. Tại vì kiệt này có một cái danh sách tất cả chi bộ nằm dùng ở đây. Có hết á. À, nãy nó chính trị quá. Tại vì hồi xuống đây á, cha gần đây á, mấy vị thần á thì dạy chính trị với kiệt đâu có biết. Thần Phật thì dạy gõ mỏ, trên một tay phải cầm kiếm, có thời kiệt làm câu tiễn nữa, kiếm câu tiễn bén lắm á nghe. À, còn bên này cầm mỏ để dạy mấy tử đọc kinh. Tại vì cái thời đại này á, là bài Kính Thiên có nói á. Rồi ai mà hiểu bài Kính Thiên, họ Thiên chúng ta, hai cái bài đó là của mẹ cho, là cuốn kinh trong đó có, thì nó là lời Phật, lời của Phật của trời dạy. Ngày cái bài Kính Thiên ra đời á, lúc đó là tiên nữ đi rải hoa đầy trước, rồi sau đó ngài Địa Tạng đi trước, thì lúc đó mẹ mình á, mới xuống mới cho bài Kính Thiên. Thì từ cái bài Kính Thiên, tất cả các vị thần, tất cả các cõi trời ở ngoài kia cũng đang tận thế, những thành tinh kia đang tận thế, nhưng mà họ bị hủy diệt luôn những thành tinh của họ. Chỉ có đi cầu này là cha từ bi có kiệt đứng đây để mà thanh lọc lại. Thì bài Kính Thiên ra đời rất là màu nhiệm, từ lời từ chữ của mẹ thì gán đọc. Kính Thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Tức là nó, con có nghe là tất cả hội thiên, tất cả chúng sanh chúng ta đó, chứ không phải nói riêng mình kiệt. Lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Có nghe là chúng ta cứ lăn lộn trong cái cõi ta bà này hoài, không chán hả? Đi về chứ, ở đây hoài cũng vậy, cũng đâu có gì đâu mà vui. Bây giờ mình có chuyển qua Mỹ 1 tỷ 500 triệu, rồi mình mang cái giấy bệnh còn 4 tháng, 3 tháng hay 2 năm mình có xài được không? Mình để lại cho con mình có yên tâm không? Vì con mình nó không có tài, nó lấy tiền mình nó đi cho người này người kia, mình thành con ma, mình bị sốc, mình càng sốc mình đi đâu? Kinh Phật nói mình càng sân si mình càng bị đỏ. Thì cho nên những người mà có giàu có hôm nay cũng phải vậy. Nhân sinh mở báo nhãn tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sức mạnh đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiên giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính Thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoan ca cuộc đời, thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sớm ở thời cơ sao. Đó là bài Kính Thiên của mẹ. Còn cái bài này của cha nè, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời, ấy là ân phước Phật trời ban cho thái tử là người lập ra, đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm, Phật trời là chánh không thêm đạo nào. Thế gian nay lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm, lắm người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê, cho nên Thượng Đế ra oai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Vậy thì thái tử nghe ta,
từ nay làm giáo chủ phải oai phong, theo trời tu theo sao cho ứng đúng dân thượng hoàng. Cứ nghe là cái bài này của cha thì tà giáo xuất hiện phong trào tu tâm. Bây giờ quý vị có thấy không, hết ngồi energy này tốn 500, rồi cái bị bế tắc kinh mạch, rồi cái lên núi rồi mình giúp, xuống cậu này xuống ông kia, có phải là tà giáo không? Cho nên đạo Thiên Tâm là chánh đạo. Thì mà ngày xưa mình cũng không có xưng mình là thái tử nha, mình biết mình là thái tử từ nhỏ, nhưng mà tự vì cái bài kính thiên số 2 khi ra lời in vô cuốn kinh á, lời Phật theo mình, con người mình không có được đổi kinh, thì cha nói như vậy. Thì từ đó người ta mới nói cái chuyện này từ đầu rất là down to earth, không có biết gọi là cái gì phô trương. Từ một thằng chủ mà đi nói chuyện ở Lâm Mết cũng bạn mình nè, mấy thằng bự bự không á, mà tự nhiên mình nói chuyện tâm linh, không có thằng nào chơi với mình hết. Quý vị thấy có buồn không vậy? Có thằng chủ nào mà nói vậy không? Cho nên mình bị sỉ nhục nhiều lắm, nhưng mà vì mang cái nhiệm vụ trong người, mang cái lệnh trong người, thì mình cứ là làm thôi, một đường cứ đi thôi. Mình nói ai hiểu được bao nhiêu thì cứ hiểu. Hai bài kính thiên đổi vận mệnh của quả địa cầu này á. Ở vào cái thời này chúng ta sống vào ngũ trược ác thế, là kiếp trược. Kiếp trược có nghĩa là thời đại suy đồi. Kiến trược là chúng ta nhận thức sai lầm, chạy theo số đông, chạy theo màu sắc và hình tướng. Phiền não trược là những hiện tượng tiêu cực của xã hội, ngập hận thù, ngập tràn hận thù, là tham lam, háo danh, kiêu mạn. Chúng sanh trược là chúng ta ở vào, chúng ta trở thành chó sói của nhau. Hà cái này hay. Chúng sanh trược là chúng ta trở thành những con chó sói của nhau, có nghĩa là cái gì? Hết mồi tao cắn mày á. Việt Nam vậy đó. Là chúng sanh trược. Gia đình xã hội rối rắm, con người bất hiếu, bất trung, bất tính, vô lễ, vô giáo dục. Mạng trược, đời sống chúng ta tất nhiên vô nghĩa, do con người chết đột tử, Covid, động đất, thiên tai, chiến tranh, đói nghèo, sống chết vô thường, giống như con siêu thân bay vào ánh đèn. Chúng ta muốn thay đổi cái đường đi, cái thần hồn chúng ta, thì hiện tại chúng ta mỗi ngày về nên biết là mình sẽ đi về đâu bằng cách này. Chúng ta khởi tâm thiện thì về thiên đàng, chúng ta khởi vọng chấp mê thì nhập vào cảnh địa ngục, chúng ta khởi vọng trung nghĩa sẽ chết sẽ thành thần, tức là trung quân ái quốc đó. Chúng ta khởi yếu chỉ hèn là nhập cảnh người, nghĩa là mình hiền thì mình trở thành trở lại làm người á. Khởi yếu chỉ hiền, khởi vọng chấp tham lam ích kỷ là trực chỉ ngạ quỷ đối khác. Khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh súc sanh. Chúng ta mang thân người là để học hỏi, chúng ta mang thân người có gia đình, chúng ta phải đi làm, đi kiếm chớp cao, lương cao để nuôi chồng, nuôi vợ, nuôi con. Nhưng mà ngoài cái đó, con người chúng ta có thần hồn, chúng ta xuống đây để học làm thần, làm thánh, làm Bồ Tát, làm tiên, chứ không phải chỉ làm người mãi mãi thế gian. Cái quan trọng là cái đó. Nhưng mà hiện bây giờ có bao nhiêu người hiểu về cái đó? Chúng ta mục đích là để học làm Phật mà, chứ không phải chúng ta xuống đây học để làm giàu đâu. Cái gì suy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà có bao nhiêu người hiểu? Chỉ có những người tham tiền, u mê, tham danh vọng, tham đảng, thì tâm họ u tối, họ không nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta không phải là đảng viên, chúng ta phải sáng hơn đảng viên chứ. Đảng viên gì? Họ ham chức vụ, họ nghĩ họ về Việt Nam họ được những cái ân điểm đất đai lợi lộc, nhưng mà tài sản đó được bao nhiêu?
nếu mà sau này biết dân biết được mình làm những cái chuyện gì, những cái người nào đi lại hại lợi quốc gia, những người đó là tội đồ, mình có hưởng được hay không, mình có giữ được hay không? Chỉ vì chúng ta tham lam mà chúng ta u mê, chúng ta không biết tiếng nói của Thiên Tướng Kiệt là ai thì rất là tội nghiệp. Chuyện này cũng rất là hết lòng hết sức rồi. Chúng ta bố thí thì sẽ diệt được cái tham lam. Chúng ta trì giới thì để mà bớt được những cái phí phạm và những cái thời gian không có đáng ở đây. Nghĩa là mỗi ngày đọc kinh ngồi thiền vậy đó. Chúng ta nhẫn nhục thì sẽ diệt được những cái sân hận, giận dữ. Chúng ta tu tinh tấn, đọc kinh thường ngày thì sẽ không có lười biếng, không có bị giải đại. Chúng ta ngồi thiền thì để cho cái tâm không có bị tán loạn. Chúng ta khi đọc kinh ngồi thiền chúng ta có trí huệ, chúng ta không có bị ngu si. Chỉ có cái đảng cộng sản, đảng nằm dùng kim cương, nó tối ngày nó cứ đi nghĩ mấy chuyện ác, chuyện xấu để nó phá rối cộng đồng, thì nó ngu si thì mình không tính. Nhưng mà những người không có thuộc về những cái lĩnh vực đó, tại vì họ có nhiệm vụ họ phải làm, họ là con siêu thân. Còn những người bình thường thì cứ lên đây làm bạn với ông Ma Hồ, tức là ông thống đốc của Cali nè, tiểu bang này nè, Texas. Rồi có cha có mẹ đây, rồi lên đây mang cái bát phạt, ngồi ghế ăn xong rồi đi về. Thì một ngày chúng ta sẽ có an lạc, một ngày chúng ta sẽ được làm bạn với thần với thánh tại nơi này. Đó là lời khuyên của Kỳ, đó là sự thật. Còn chúng ta đi lăng tăng ở những cái khu shopping này, tối ngày cứ mong coi con cháu có ai rủ mình, có ai đãi mình đi ăn nhà hàng sang, nhà hàng ngon, thì chúng ta cũng giống như mình nói cái xin lỗi câu này hơi nặng, giống như heo trong chuồng, nó thấy cái người qua là cứ ồ ồ đồ ăn. Rồi cuộc đời chúng ta sẽ bị bệnh tật rồi chết một cách rất là cô đơn không ai biết. Chúng ta muốn làm người có hữu ích thì nên về Thiên Long Giang để mà biết trời biết Phật là như thế nào, biết thánh địa là như thế nào. Chúng ta muốn biết chúng ta là con rồng cháu tiên, chúng ta đừng có theo đảng nữa. Chúng ta ngưng, xưa nay chúng ta không biết, chúng ta bỏ đảng đi. Về quay về lại mái ấm gia đình, chăm họ của chúng ta. Là con Vương Âu Cơ là cũng từ nơi này có đó. Mấy đứa đệ tử nó sẽ làm mấy cái chậu hương khác. Đó là lời khuyên thật tình. Chúng ta cứ mãi lanh quanh trong luân hồi lục đạo, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cõi người, Atula, đó là những cái cõi mà gọi là trong dục giới. Tứ thiên dương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất thiên, quá tự tại thiên, tha quá tự tại thiên, thiên ma. Cái này mình muốn nói chỗ này là thiên ma nó cũng ở trên trời, nó cũng có cách tu tập của nó, gọi là tha quá tự tại thiên. Ở trên trời á, nếu mà nói về cảnh trời Kiệt nói sẽ không có đủ giờ, tại Kiệt là người hai cõi, cho nên chỉ có kinh điển thì chúng một phần. Nhưng mà trên kia cũng po tích, trên kia đó là thiên ma, nó có lối tu tập của thiên ma. Tại sao đạo Thiên Tâm chúng ta phải mang ngộ thiên, phải làm cái sạch thiếp này treo trên tường để ông thổ địa ông register rồi ông mới submit lên. Tại vì khi cái thằng hồn mình mất á, mình thuộc về ai thì người đó nó rước mình đó nha. Đó là lý do tại sao có những người theo thiên ma bán linh hồn cho ma quỷ á, tới ngày mình chết nó đến rước mình á, mấy vị thần không có can thiệp được á. Ý mình muốn nhắc lại cái lần này nữa, khi mang cái thân người mình quyết định được cái lần hồn mình đi đâu, ngay thời khắc này, ngay lúc mà nghe được cái tiếng nói này, mình có quyền quyết định. Mình theo mấy dạ so, đa số những thầy ngoài kia là dạ so đầu thai để mà phá Phật Thích Ca, phá đạo Phật, cho nên Phật Pháp bây giờ là thời mạt Pháp. Hay là mình muốn theo con của Thượng Đế về trời, Kiệt này chỉ là người trèo mũi, Đức Thầy tức là sư phụ của Kiệt là trèo lái,
hai thầy trò chèo cái thuyền Mát Nhã đi khắp trong lục tỉnh lục đạo mà trong kinh nói thì cứ nghĩ là lục tỉnh miền Tây, không phải, nó là trong tất cả, trong cái dãy ngân hà, trong phía nam Nam Thiện Bộ Châu là chúng ta đang ở Bắc Cô Lô Châu, đó là đi trong lục đạo đó. Thầy Sư Hộ Kiệt là người chèo lái, Kiệt là người chèo mũi, hai thầy trò cứ lặng hợp ở cõi ta bà này. Hôm nay đến giờ này cơ trời lộ thì Kiệt mới lộ, vì hội Long Hoa sắp khai mở. Là vì cái thế giới chúng ta sẽ, ngoài cái Covid ra, nó còn nhiều cái chuyện chết chóc mà gọi là bất ngờ, đột tử bất xuất á. Quý vị không tin lời Kiệt nói thì cứ hỏi những bà con anh em nước Việt đi. Tại sao có những người đang mạnh sừng sững, đang làm chức vụ cao, thức trưởng hay là này nọ mà để đột tử? Tại sao tôi đang làm chức ngon lành, tôi đâu có bị lỗi gì đâu mà tự nhiên bị bắt? Bữa nay cái ông gì đó bị á, bữa hổm Đinh La Thăng này nó bị hoài à, tại cho nên những người đó họ nghĩ họ có trí thức, họ hơn mặt ông trời, giống như mấy anh chi bộ đây, họ cứ nghĩ là ô thằng Kiệt mày xạo, mày ảo, mình không biết thì mình gán nghiên cứu. Kiệt này không có ảo, tại vì cái ngã của mình mới cho Kiệt là ảo, cái ngã của mình mới cho Kiệt là sai. Kiệt này có ăn ai đồng nào, có làm gì hại ai không, lời nói là trúng hết. Kiệt này nói Đảng Cộng sản sẽ bị diệt vong, Kiệt này nói nước Việt sẽ có nước Việt mới, Kiệt này nói Sư Phụ Kiệt sẽ xuất hiện để mà ổn định lại nước Việt. Kiệt này có nói gì sai không? Nhưng mà những người chấp trước, những người ham quyền chức vụ, ham tiền, vì họ quá nhiều tiền, họ không có nghiên cứu, họ cho là ảo. Cho là ảo không có nghĩa là không có thật. Trở lại hồi nãy Kiệt có nói, dầu cho nước Mỹ này viện trợ cho Việt Nam 1.000 tỷ ngày mai, ngày mốt Việt Cộng nó chết thì nó cũng phải chết, ngày giờ đã có rồi. Hồi xưa Kiệt này sinh để mà biến chất thay áo, nhưng mà giờ cũng thay áo, nhưng mà thay một số áo thôi chứ không phải thay hết áo. Hồi xưa Kiệt này nói cái lá cờ này sẽ tạm thời treo lại nước Việt để mà hàn gắn dân tộc, 6 triệu dân miền mới có thể tung cánh bay về, chứ không có lá cờ này 6 triệu dân miền làm sao mà mạnh dạng dám bay về. Kiệt này đâu có dễ, Kiệt này đứng ở đây chót chót hoài sao, chứ nó là thiệt á, lời của trời Phật không gạt chúng sanh. Phật đã nói cờ vàng cờ đỏ ai nói bỏ vàng mà, ba sọc ngang hàng treo gấp nước, chẳng lẽ mình treo cờ Phúc Kiến lên à? Suy nghĩ đi, bây giờ muốn nhập cái tỉnh của mình, nước Việt Nam mình thành Phúc Kiến không? Bây giờ quý vị thích tiếng Tàu tiếng Việt nè, giơ tay lên này thích tiếng Việt à? Hả? Bây giờ cái câu hỏi là ai thích tiếng Việt thì giơ tay lên. Bây giờ ai muốn sáp nhập nước Việt thành tỉnh Phúc Kiến giơ tay lên. Câu hỏi này quá kỳ. Bởi vì mấy ông mà bộ trưởng thứ trưởng trí thức không bằng ý thức, nên nhớ nè, học có cao cỡ nào trí thức không bằng có ý thức, học thức thì không bằng nhận thức, có học có giỏi không bằng nhận thức, hình thức thì nó không bằng cái nội dung mình làm cái gì có hữu ích, tài năng không bằng cái cách sống. Con người cao là ở chỗ nhẫn nại, là mấy tỷ phú nó có nhẫn nại thì nó về làm tỷ phú. Những nhà làm ăn thương mại ta có tính nhẫn nại, ta làm giàu thì là cái đó là thuộc dạng cao cấp của xã hội. Nhưng mà trên đó có những người không có giàu nhưng mà được nhiều người quý trọng, là vì họ có thiện tâm, có cái tâm thành thật thà đó, gọi là quý, thì được nhiều người quý. Nhưng mà trên cái quý và cái nhẫn nó còn có một cái quý vị phải hiểu, là hôm nay mình có biết cha mẹ mình là ai không? Đó là ngộ. Khi mình biết được cha mẹ mình là đang đứng đây cho mình cái thần hồn, giàu cho đảng viên ác độc nhất cũng phải có thần hồn cho quý vị, thì lúc đó mình ngộ.
Khi mình ngộ được thì lúc đó mình sẽ bớt tham nhũng, bớt sân sao, bớt ăn chơi. Tại vì chỉ có ngộ mới tự diệt chứ. Người ta khuyên, vợ khuyên, ba mẹ khuyên sẽ không bao giờ nghe lời. Quý vị có hiểu không? Chỉ có ngộ thôi. Thì ngộ là từ đâu ngộ? Ngộ là từ Thiên Long Giang này về đây. Có cha mẹ đứng đây, có tổ tiên của dòng giống Việt Nam 50 xuống biển, 50 lên núi là đứng đó. Mình cứ nhìn thử mấy những đứa bé đó là ông cố làm sao mình đó hả? Thì mình nhìn thôi là mình cũng thấy vui rồi. Cái mảnh đất này là mảnh đất linh thiêng, gọi là thánh địa của cái miền Trung nước Mỹ này. Thiên Long Sơn là một cái thánh địa khác của miền Tây nước Mỹ. Ở giờ vùng này thì lúc đó bà trên kêu Kiệt mua cái này để mà cứu con của mẹ, vì con có mẹ ở Houston hiền lắm. Cali kỹ sư bác sĩ không có lì. Có năm loại chuyện này độ không được. Thứ nhất là kiến cận, là kỹ sư bác sĩ. Thứ hai là sân trước sân sau mấy đảng viên. Thứ ba là mã tấu xăm mình đúng không? Rồi thứ tư là con chiên dễ gì tính. Thứ mà chuyện thương nhất mà không thể nào độ được là gì? Họ đã bị mấy ông thầy nhồi sọ rồi, là chiếc thuyền đã bị dơ rồi, bỏ nước sạch vô kiểu nào nó cũng bị nhiễm. Đó là Phật tử năm loại sẽ không có được lên thuyền Bát Nhã ở đời này. Không phải mình nói hết nha. Nếu mà nhảy lên giơ tay thì cha còn quả mai kéo lên. Ok, hôm nay nói chuyện cũng nhiều rồi đó, quý vị cũng mỏi lưng rồi không? Muốn nói nữa hay muốn thôi? Nữa. Trời ơi, bây giờ một ông thầy ông giảng chừng 2 tiếng thôi. Hoặc là một cái show có tiếng nghe hay gì á, mình ngồi 2 tiếng là mình quẩy rồi. Còn nãy giờ là 3-4 tiếng rồi phải không? Mà không có ăn uống gì chứ. Mà còn đòi nữa. À, gì nào Phật? Lâu lâu sư phụ về đây làm cái gì đấy? Phải hỏi gì lớn lao kìa. Ok, hỏi gì nữa đi. Rồi nói nữa. Kìa thì dễ lắm. Tại vì làm việc cho cha không biết mệt, đi uống nước là ok à. Ôi Di Đà Phật, con xin hỏi cá nhân quá có được không sư phụ? Con không mắc cỡ sư phụ, không biết quê không? Dạ, con thì ăn chay 20 năm mà bây giờ con phát hiện là ung thư ruột. Mà bây giờ bệnh viện thì người ta nói con thì nên ăn mặn để mà nó đề kháng, nó mạnh để nó kháng, đề kháng được thuốc ung thư vô. Bây giờ con thì qua ăn mặn, mà một số thì nói con là sao ăn mặn bỏ ăn chay. Thì con không biết nên ăn mặn hay là ăn chay sư phụ. Bác sĩ nói hả? Dạ bác sĩ thì nói khuyên nên ăn mặn. Vậy chứ con vô con hỏi mấy ông thầy, mấy ông ăn mặn không chạy? Mấy ông hưởng, mấy ông chủ trì ở trong Houston nè. Mấy ông thì nói ban ngày mấy ông ăn chay, còn đêm mấy ông ăn mặn không ạ? Tại vụ sống trong chùa, chùa có chùa mà. Tất cả tăng lên trên thế giới không có ai mà chùa từng chưa giao tiếp nha. Quen hết, biết hết. Chùa chỉ nói để gì ấy thôi. Cái này á, phải tùy. Ăn, sư phụ vẫn là tam tình nhập một sư phụ cha trường. Nhưng mà sau này có sư mẫu rồi, mấy đứa nhỏ rồi, mình phải giao duyên đời. Thì lúc đó hòa thượng tới công. Lúc đó sư phụ với con là người tú, con ăn chay để con ngồi thiền để cho nó nhẹ nhàng. Nói bây giờ con phải giao duyên đời, con phải giống như truyền thuyết của ta. Nghĩa là mình ăn cái gì mình độ con đó. Nhưng mà ăn chay đừng có lựa những cái gì gọi là lòng huyết hay là những con tươi. Mình ăn Costco chút chút đó là gọi là tam tinh nhục kiểu nhẹ nhàng thì con ok, nó có sức khỏe. Chứ còn mà phải nghe lời bác sĩ.
còn ăn chay vậy sư phụ có cái chùa ở Việt Nam, mấy bà sư cô là tối ngày cứ ăn ba cái chao với nước tương mà của Trung của Đài Loan làm á là bị ung thư quá trời luôn á. Cái ăn chay ăn mặn không có thành Phật, cái thành Phật hay không là do mình mặc áo vest mình sửa cái tâm ở trong này nè mới thành Phật. Thời nay không có thầy nào mà gọi là về cõi A Di Đà hay giảng sanh hết, mấy đó là chỉ mị Phật tử thôi, không có thiệt. Cả những hòa thượng lớn á, có nhiệm vụ như hòa thượng Tiên Hóa hay ngài Quảng Khâm, còn những thầy chỉ có vài người thì có commission đi xuống họ đi về. Còn Phật tử mấy ông thầy thời nay đừng có hòng mà gặp Phật A Di Đà. Phật A Di Đà gặp mấy ông này là lắc đầu hết. Có một chùa muốn hai chùa giống như mở chi nhánh Tiệm Phảo vậy đó. Ok, con tùy duyên đi, nhưng mà con nghe lời bác sĩ đi, an tâm tịnh nhục nhẹ nhàng. Còn trả lời ai hỏi gì nữa không? Hỏi hoài vậy? Bữa nay con lãnh chỉ thị của ai mà xuống hỏi cứ hỏi. Con hỏi này chung cho toàn nhân loại chứ phải ra bản thân con. Thì theo sư phụ thấy cái giống như cái hồi hôm qua thì sư phụ thấy là khoảng đến chừng nào cái chuyện đó sẽ xuất hiện để cho mọi người nó trông chờ quá nhiều rồi. Nãy trả lời tại con không có dùng gọi là trí tuệ bát nhã, con cứ lập khuôn như máy. Tại sư phụ nói là dân phải ho, đang hèn yếu rồi phải bò đói quá phải bò khỏi giường. Rồi mã đời dương cước anh tuận mã đời dương cước anh hùng tận, sư phụ đã nói những cái câu trả lời đó rồi. Sư phụ còn nói là cộng là giống như mạch máu nó bị bể á. Tại nó ảnh hưởng tại cái xương sống của Việt Nam là trung cộng đúng không, rồi bắt trọng thất đi đúng không, rồi những dự kiện gì mà con không nắm nữa là thôi. Bây giờ ổng sống 200 tuổi à, bây giờ Trung Cộng có đem qua đấm bóp ổng giỏi kiểu nào nữa, ổng có không có quá thêm 2 năm không tới. Mình sẽ có Global Job Việt Nam. Đừng không dám nói tên, nói tên mất công bị ký đầu tội nghiệp. Lấy microphone hỏi cho tên. Mệt quá ngồi nói chuyện chút nghe, không phải là bất chính với quý vị đâu nghe. Con xin hỏi sư phụ một câu nhỏ nhỏ thôi. Sư phụ xuống đây là để giúp cho người Việt Nam và sư phụ cũng giúp cho mọi người trên thế giới. Có thể nào mình chuyển thêm những cái ngôn ngữ khác để cho thế giới người ta hiểu về Phật Pháp của sư phụ nói không? Cái chân rồng nó còn chưa nở, nó còn lăn Bắc Cali, lăn Nam Cali, bữa nay lăn qua Houston, lăn không à, chứ chưa có bay, chưa có đi được. Mà con lại sớm quá, không biết là lấy người ta luộc không hả? Gần đây thì nên lại để cho chân rồng nở đi, muốn sao không được. Gần đây thì cũng con có rồng chưa nở. Với những cái người làm việc chung đó thì con cũng nói về sư phụ. Và cũng có một người người ta cũng bị bệnh dữ lắm, con có xin sư phụ để khấn giùm cho ta thì sư phụ có khấn. Sư phụ cứu rất là nhiều người, giàu cho người đó thập tử nhất sinh. Cô Bích sư phụ cũng cứu được, nhưng mà thật sự đừng có dị đoan quá. Cũng phải coi người đó có thành tâm, cái nghiệp quả nữa. Mà cũng không phải là sư phụ là người cứu, trừ khi những đứa đệ tử giống như kiểu thủy nãy á, thì sư phụ là thuộc dạng chiết thân, sư phụ đặt cái xác phàm này nằm. Thầy sư phụ có thể chiết thân rất là nhiều người đi, ai mà thành tâm kêu tên Tiên Tấn Kiệt. Nhưng mà đa số là những vị mà hộ pháp của sư phụ đi làm không ạ. Cũng giống như đứng ở đây cũng vậy, hồi nãy đọc tên thì mấy vị hộ pháp ghi tên. Thường thường mỗi buổi nói chuyện ở Bắc Cali á, thầy sư phụ dành 15 phút bấm cái máy ngồi thiền. Không phải là ngồi thiền mà là trị bệnh đó, quý vị có biết không? Là những chư thiên đang đứng trùng trùng ở đây nè. Tất cả những gì hộ pháp với hộ không có muốn người phàm đụng vô cái thân này thì phải đứng cách xa sáu bước
thì mấy vị hộ pháp đứng đây nè, con thấy trên cây nữa nè, rồi trên bầu trời nữa, đầy hết chỗ đang ở đây nè, mấy vị đang ở đây. Thì khi mà ngồi thiền 15 phút thì những vị đó ai có mặt buổi lễ hôm nay đều được gọi là bề trên giải được cái nghiệp đó, từ có thể chết mà thành không chết đó. Chứ không phải là chuyện đơn giản như mình nói. Khi con đã có lòng tin với cha rồi, con nên nhớ nha, thời của ông những cái người mà khoa học gia của Mỹ, họ tin theo gọi là di vật. Cái gì mà họ thấy trước mắt vô cái phòng lab thì họ tin. Mà cái đó con thấy sai không? Con người mình đâu phải con khỉ. Con người mình là cõi trời xuống, từ cõi âm tiên xuống. Cho nên tất cả những gì di vật mà tới ngày hôm nay đều là sai bét, di tâm. Có di tâm mới có thiên tử ngồi đây, mới có cha trời mẹ đất. Vì có ai mà đụng được cha bao giờ không? Mấy con có thể đụng được con cha nè. Cho nên cái di tâm là đúng, di vật là sai. Chú Hồ hôm nay ngồi đây nói chuyện, ở trên thế giới có cả biết bao nhiêu trăm hòa thượng, từ Việt Nam cho tới những cái nước khác, họ đều có thần thông, họ biết.